Mình cũng thuốc mà. Thuốc. Nó bị hắt lên như thế này. Ờ, chữ nhau gì nó bị phản chiếu lên trên màn hình đó. Chuẩn bị. Nói chuyện. Sau quay lại nhìn vào màn hình là chính. Bắt đầu em. Nó bị hắt lên TV xấu lắm. Đẹp. Lô. Alo. Ơ. Sóng mình. À đâu rồi, ok. Xin chào, chúng tôi là Yellow G, baby. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và ủng hộ cho Yellow G trong tất cả thời gian vừa qua. Yellow G được thành lập bởi Yanbi và Gizmo, và đây là một dự án dài hạn với mong muốn trở thành một record label của hip hop Việt Nam. Và hy vọng là trong thời gian tới thì Yellow G sẽ được đóng góp một làn sóng âm nhạc mới, một làn sóng âm nhạc hip hop đến với tất cả mọi người. Ok, và đây là chương trình Yellow G at Talk. Đây là số thứ nhất, bởi vì số thứ không chúng tôi chưa có làm gì cả, cho nên là đây là số thứ nhất. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là sẽ nói về cái tác phẩm mà chúng tôi đã ra mắt một tháng trước. Sản phẩm đầu tiên của anh em, và cũng là nhân dịp 2 năm thành lập của Yellow G. Thì anh em để xem là anh em được bao nhiêu view rồi ấy nhỉ. Yellow G at Talk. Sau một tháng ra mắt ca khúc Yellow G Club thì chúng tôi đã nhận được sự quan tâm của 16.000 người. Ngoài ra thì Yellow G cũng đang trong giai đoạn gọi là hình thành SoundCloud này, TikTok, các nền tảng social, các nền tảng. Đấy thì các bạn cứ theo dõi nha. Ok. Tiết mục đặc biệt ở phần thứ nhất ngày hôm nay là chúng tôi sẽ reaction lại cái quá trình thực hiện cái MV Yellow G Club, và mời các bạn cùng xem cùng chúng tôi lượt. Xin mời. Yo, bây giờ thì chúng tôi đang trên đường di chuyển lên địa điểm quay. Trời có vẻ đi mồ mày trong gấu thật. Mưa các bạn ạ. Khăn Durac. Một biểu tượng của hip hop các bạn. Đầu tháng nữa. Hay hy vọng là ngày mai sẽ là có một cơn mưa cho. Sau cùng chúng không tôi. Mưa. Đấy. Mấy cái này là anh Hoàng Át anh vẽ hết đấy. Đấy, graffiti đấy. Anh Hoàng Át là một writer các bạn. May nhỉ, may mấy trời không nằm. Yêu làm chó. Bài mới. Nhưng không phải bài này. Em đang cảm thấy thế nào ạ? Nóng quá. Nóng quá. Khoe. Tài lẻ Vimo các bạn ạ. Khoe tài lẻ. Bánh dẻo phết đấy. Sao mà chúng tôi chuẩn bị đến bối cảnh đầu tiên? Đây chính là match Hưng Giao từ Chicken Boxing. Rất là vui vì Giao đã có mất chút thời gian để đến đây đấm vào mồm tôi. Từng cái buổi gọi là đấm vào mồm tôi. Hy vọng chúng ta có một trận đấm nhau thực sự. Tôi không phải đánh nhau đâu, tôi ở ngoài trận tài thôi. Trận mát mẻ chút. Chỉ nghe giọng anh Hoàng. Một lời cảm ơn được gửi đến Quách Hưng Giao, là một người anh em của Chicken Boxing, đã rất là nhiệt tình đến để vừa là tham gia vào trong MV mà vừa đấm tôi thật luôn, chỉ đạo cho những người anh em xung quanh nữa. Hưng Giao bảo là bạn cứ đấm đi không sợ đâu, mà tôi rén lắm, xong cuối cùng tôi ăn đấm thật trong lúc tôi ăn đấm đấy. Hướng dẫn cách để cuốn băng. Đấy, kiếm được cái loa, đạo diễn Hoàng Át kiếm được cái loa, một lúc sau thì hết pin. Anh Hoàng Át lúc nào cho anh em mình nhạc bé thôi, hôm nay tranh thủ bóc phốt tí. Nào nào thế đi quay MV chỉ bật loa bé tí thôi. Úi dồi ôi, quả này mệt lắm rồi này. Ê ôi, ở cả đồ lót. À! Đấm chết được cái mô đi. Không, để mà quay để mà nhập tâm được vào khá là khó, đúng không? Đây, đây anh bạn, các bạn thấy không? Anh Hoàng Át đang vẽ graffiti tất cả những cái tên bài hát hit, những bài hát đã từng làm nên tên tuổi của Yanbi ở trên cái đàn piano. Nhanh lên, đô lên nhanh lên ạ. Mày viết, anh viết cực nhanh nhá. Anh viết trong vòng có 5 phút thôi, kín cái đàn rồi. Không bị sai chính tả. Lúc sau rửa mình nghỉ luôn. Sợ. Em thấy mọi người rất là tập trung. Tại vì chúng ta
không có nhiều thời gian ở trong cái set quay này. À, sự xuất hiện của anh em đến từ S1A Store đến hiện trường này. À đây, ôi giời, cái đàn này, tài nhạc ngỡ như này. Mình thấy ngỡ như Nothing Your Eyes các kiểu này. Thực ra tôi thấy là cái việc mà anh Hoàng set up gọi là xếp vai cho hai anh em ấy, thấy nó hơi ngược. Đúng. Đáng lẽ ra Gizmo là phải đánh đàn, tôi là đang đánh nhau. Đúng hợp rồi. Lý hơn. Anh My được đi tập tấm nhau, còn tôi tập đánh đàn, rồi cùng vào đến lúc vào MV thì đảo ngược lại hai vị trí hai người. Xếp đúng không? Đấy, cú này là cú huyền thoại này. Chỉ có một cái gương thôi nhá. Chỉ có một cái thôi, đập hỏng một phát là thôi. Bóc quýt luôn đấy. Hồi hộp. Mà hôm ấy phải trước khi đập là phải chắp tay, phải xin đấy. Tại vì hôm ấy mùng 1 mà. Ok này. And set. 3, 2, 1, đập. Các bạn đang được lắng nghe giai điệu được thực hiện bởi Bob Lucy và guitar Hà Trà Đá. Có rất là nhiều những người anh em đã hỗ trợ cho Geology ở trong sản phẩm đầu tiên lần này, và ngày hôm nay cũng tiện đây thì muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những anh em. Đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn tới rocker Nguyễn Phỉ Vũ Blue Sea đến từ nhóm Bumblebee và vừa đạt giải Á quân của chương trình Rock Việt. Cái bài này của chúng tôi là kết hợp nhiều chất liệu và muốn màu rock là màu chủ đạo, cho nên là cái tên đầu tiên mà chúng tôi nghĩ tới để hợp tác chính là Blue Sea. Và thêm một tiết lộ nữa là Blue Sea sẽ còn hợp tác với chúng tôi nhiều sản phẩm trong thời gian sắp tới nữa. Người thứ hai tôi muốn cảm ơn đến đó là những người anh em mà kiểu gọi là đứng đằng sau của cái vocal của tôi, đó là Mega Man Thai và One Billion Records đã rất là kỹ càng ấy, trong cái công đoạn mixing cũng như là master cho ca khúc lần này. Ban đầu anh em chúng tôi thống nhất đặt tên là Kẻ Thù Lớn Nhất, nhưng mà khi mà chúng tôi đi gặp đạo diễn Hoàng Át thì anh Hoàng Át đưa ra cái gợi ý rằng là lấy bối cảnh giống như ở trong bộ phim Fight Club ấy. Ý tưởng đúng không? Ý tưởng Fight Club. Và thế là cái tên Kẻ Thù Lớn Nhất đã đổi tên thành là Yellow G Club. Là cái club đấy là cái club kiểu đánh nhau. Và đánh nhau ở đây thực ra không phải chúng tôi đánh nhau, mà cái nội dung ở đây là chúng tôi đang đấu tranh nội tâm. Các bạn hiểu không? Có nghĩa là đi vào trong nội tâm của chúng ta có những cái bản ngã trong quá khứ, có những cái lỗi lầm chúng ta đối diện với nó và chúng ta muốn thoát ra khỏi nó, muốn thay đổi chính mình, nhắc nhở chính mình là cố gắng chiến thắng bản thân mình. Và đấy cũng là cái nội dung của chúng tôi muốn truyền tải qua cái tác phẩm lần này. Trong bài hát lần này thì Geology đã kết hợp 3 màu sắc âm nhạc, đó là hip hop, pha một chút rap. Và nếu như các bạn để ý thì sẽ nghe thấy giọng hát opera rất là thánh thót. Cũng là hai người bạn rất là thân thiết của Yambi ở trong khi mà Yambi tham gia cuộc thi X Factor năm 2016, đó là nghệ sĩ Thanh Thản và Tuân Phạm. Ý tưởng mà tạo ra cái tác phẩm này thì được lấy cảm hứng từ rất là nhiều tác phẩm nổi tiếng, ảnh hưởng sâu sắc tới đại chúng và đặc biệt là ảnh hưởng sâu sắc đến chính chúng tôi nữa. Ví dụ như là tác phẩm Gangster Paradise của Coolio featuring LV thì là kiểu có những cái tiết tấu, những cái chất liệu guitar này, xong rồi chống kiểu Imagine Dragon ấy, và cái nội dung nữa. Thực ra thì bình thường thì khi mà gọi là debut một nhóm nhạc là cái bài hát gì đấy là mang tính chất đầu tiên đấy các bạn. Thì thường chúng ta sẽ làm một cái bài nhạc nó sẽ kiểu mạnh mẽ và nó kiểu club, nó sẽ dance một chút. Chúng ta là Geology. Nhưng mà chúng tôi không chọn con đường đó, mà chúng tôi muốn chọn cách đi từ trong bên trong chúng tôi ra. Và tất nhiên là để góp phần thành công trong tác phẩm này thì không thể không nhắc đến đạo diễn Hoàng Át. Thì anh Hoàng Át thì cái tên Át ấy không phải là tự dưng mà có đâu. Và chính anh Hoàng Át cũng là người mà cách đây 10 năm phù phép cách đây 10 năm anh Hoàng Át đã phù phép cho một tác phẩm phải được nói là huyền thoại này các bạn này. Đó chính là Có Lẽ Nào. Thu cuối có thể như là cái tác phẩm này, anh Hoàng Át cũng muốn phá bỏ cái giới hạn thu cuối và muốn cùng chúng tôi đồng hành để tìm kiếm những thứ gọi là mang dấu ấn tương tự và thậm chí là vượt trên cả thu cuối nữa. Và em rất là cảm kích, mặc dù các bạn nói xấu anh nhưng mà em rất là cảm kích. Thông qua cái cuộc trò chuyện nho nhỏ này ở số đầu tiên thì hy vọng là các bạn đã hiểu được phần nào về cái con đường sắp tới của Geology. Ngoài chương trình Talk này ra thì sẽ còn một series khá là thú vị, mời quý vị khán giả đón xem. Còn nhiều điều chưa nói đúng không? Đúng vậy. Đây, bây giờ để cho tôi nói theo kiểu gọi là anh em streamer nhá. Streamer anh em đi qua nhớ để lại một like, một share hay là một sub, ấn vào cái nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những gì sắp tới của chúng tôi nhá. Yeah. Bye.
Ngoài ra là còn Insta nữa, còn SoundCloud và còn TikTok nữa. Đấy, tất cả nó hiển thị ở đây hết rồi đây này. Thế nhá, hẹn gặp lại anh em ở những số tiếp theo với những chủ đề độc đáo, đi sâu hơn vào đời sống nghệ sĩ, và có thể là chúng tôi sẽ có những khách mời rất là đặc biệt nữa. Okay. Ai biết được nhỉ? Và ok, nếu như mà các bạn bất kỳ ai có bất kỳ một câu hỏi nào, hay là bất kỳ một thắc mắc nào, hay là muốn chúng tôi giải đáp bất kỳ một cái vấn đề gì về hip hop, về âm nhạc, thì hãy gửi mọi câu hỏi vào địa chỉ email này. Nếu như các bạn muốn làm nhạc, các bạn xem tầm khoảng 2-3 tập là các bạn làm được nhạc rồi. Hy vọng là các bạn sẽ thấy hứng thú với cả series này. Và nếu như mà nó chưa đủ thú vị thì chúng tôi sẽ làm cho nó thú vị hơn. Cố gắng, chúng ta sẽ cùng cố gắng. Peace out baby. Bye bye. Cắt. Vẻ được chứ? Được rồi.